Nhược hoạn nhĩ lũng giả, chú hồ ma du trứ nhĩ trung, tức sái. Việt dịch: nếu bị bệnh tai điếc, tụng chú vào dầu mè, rồi nhỏ trong tai, bệnh sẽ lành. Lược giảng: nếu có bệnh về tai, bị điếc, tụng chú vào dầu mè, rồi nhỏ trong tai, bệnh sẽ lành. Nếu có ai bị điếc hay mắc bệnh về tai, đoạn kinh văn này không nói đến tụng bao nhiêu biến thần chú, nhưng tốt nhất là nên tụng 21 biến chú đại bi vào dầu mè, rồi đem nhỏ vào trong tai thì bệnh sẽ lành. Điếc là căn bệnh y học gần như không chữa được, vậy mà chú đại bi chữa được, quý vị có tin không? Kỳ diệu vậy đó. Hán văn: nhược hoạn nhất biên thiên phong, nhĩ tỷ bất thông, thủ khước bất tùy giả, thủ hồ ma du, tiễn thanh mộc hương, chủ tam thất biến, ma thức thân thượng, vĩnh đắc trừ sái, hữu phương, thủ thuần ngư tô, chủ tam thất biến ma, diệt sái. Việt dịch: nếu bị chứng thiên phong, liệt nửa thân mình, tai điếc, mũi không biết mùi, dùng dầu mè sắc với vị thanh mộc hương, gia trì chú 21 biến, rồi thoa nơi mình, bệnh sẽ vĩnh viễn tiêu trừ. Lại một phương pháp nữa, dùng sữa ngô tô thuần chất, tụng vào 21 biến chú mà thoa, bệnh cũng sẽ lành. Lược giảng: nếu bị chứng thiên phong. Thiên phong là chứng bệnh gì? Là chứng bệnh trúng gió, dẫn đến bán thân bất toại, tức là liệt nửa người, hoặc là tay chân không thể cử động, còn gọi chứng bệnh đột quỵ. Tai điếc, mũi không biết mùi, liệt nửa thân mình. Chứng bệnh này dẫn đến tai không nghe được, mũi không ngửi được mùi vị, và liệt nửa người. Một bên người cử động được, còn một bên người không cử động được. Bệnh như thế này thì trị như thế nào? Dùng dầu mè sắc với vị thanh mộc hương. Thanh mộc hương là một vị thuốc. Lấy một phần dầu mè và một phần thanh mộc hương, rồi đem đun lên, gia trì chú 21 biến, rồi thoa nơi mình. Sau đó niệm chú đại bi 21 biến vào chỗ thuốc đó, rồi đem thoa nơi thân người bệnh, thì bệnh sẽ vĩnh viễn tiêu trừ. Lại một phương pháp nữa. Lại có một phương pháp chữa khác, đó là dùng sữa ngô tô thuần chất, tụng vào 21 biến chú mà thoa, bệnh cũng sẽ lành. Ngô tô là sữa bò, dùng sữa lấy từ con bò, rồi gia trì vào đó 21 biến chú đại bi, rồi thoa cho người bệnh, thì bệnh cũng sẽ khỏi. Hán văn: nhược hoạn nan sản giả, thủ hồ ma du, chủ tam thất biến, ma sản phụ tề trung, cặp ngọc môn trung, tức dị xanh. Việt dịch: nếu sản phụ khó xanh, dùng dầu mè rồi gia trì chú 21 biến, thoa nơi rốn và ngọc môn, liền được dễ xanh. Lược giảng: nếu sản phụ khó xanh, nếu người sản phụ khó xanh, xanh con không dễ dàng, dùng dầu mà gia trì chú 21 biến, rồi thoa nơi rốn và ngọc môn, liền được dễ xanh. Nên lấy dầu mè rồi gia trì vào đó 21 biến chú, rồi xoa nơi rốn và huyệt ngọc môn, thì sản phụ liền dễ sinh. Hán văn: nhược phụ nữ hoài nhâm, tự tức phục trung, thủ A ba mộc, lợi gia thảo, nhất đại lượng, thanh thủy nhị thăng hòa, tiện thủ nhất thăng, chủ tam thất biến phục, tức xuất, nhất vô khổ thống, thai y bất xuất giả, diệt phục thử dược, tức sái. Chú: A ba mộc lợi gia thảo, ngưu tốt thảo giả. Việt dịch: nếu phụ nữ có thai, thai nhi chết trong bụng, dùng một lượng lớn thuốc A ba mộc lợi đà, đổ hai thang nước sạch, sắc còn một thang, gia trì chú 21 biến mà uống, thì cái thai liền ra, sản phụ không một chút đau đớn, hoặc nhau thai không ra, cũng uống thuốc này bệnh sẽ hết. A ba mộc lợi đà là vị ngưu tất. Lược giảng: nếu phụ nữ có thai, thai nhi chết trong bụng. Nếu có phụ nữ mang thai mà thai bị hư, thai nhi chết trong bụng mẹ, dùng một lượng lớn thuốc A ba mộc lợi đà, đổ hai thang nước trong, sắc còn một thang,
A-ba mọc lợi đà là vị thuốc ngu tất, dùng một lượng lớn vị thuốc ngu tất cho vào hai thăng, 2 lít, nước sạch, rồi đem sắc lên cho còn lại một thăng, tức là 1 lít. Ví dụ dùng 2 chén nước thì sắc còn 1 chén. Gia trì chú 21 biến mà uống thì cái thai liền ra, phụ nhân không một chút đau đớn. Sau đó lại tụng vào chỗ thuốc vừa sắc xong 21 biến chú, rồi đem cho người sản phụ uống thì cái thai liền ra mà sản phụ không một chút đau đớn. Hoặc nhau thai không ra, cũng uống thuốc này, bệnh sẽ hết. Hoặc có người sản phụ mà sau khi sinh nhau thai không ra, hay còn gọi là sót nhau thai, thì cũng làm thuốc y như trên, thì nhau thai cũng ra. Ha ha ha,